Dạ, để bắt đầu điệu hò này thì con xin kính mời cái cộng đoàn ai cầm giấy hay cầm máy ảnh hay cầm gì chúng ta tạm để gọn sang một bên, và chúng ta sẽ dùng đôi tay của mình và giọng hát tuyệt vời của mình Chúa đã ban cho mỗi người để chúng ta sẽ cùng hò với con. Khi mà con hò câu một câu thì cộng đoàn lặp lại theo câu đấy thôi, và chúng ta sẽ trở thành một bài hò rất tuyệt vời. Thì chúng ta sẽ thử với nhau trước ạ. Nhờ con sẽ hò trước thử một câu ạ. Về đây hôm nay, về đây hôm nay. Vâng, xin phép cộng đoàn hát cùng con. Hát to hơn cùng với chúng con. Về đây hôm nay, về đây hôm nay, chúng ta cùng sum vầy, chúng ta cùng sum vầy. Ta xin cảm ơn cộng đoàn. Về chúng ta nhát xong rồi thì chúng ta sẽ hát thật luôn. Xin mời ban nhạc. Cảm ơn quý cộng đoàn rất nhiều.